Thưa quý vị, chính sách tiền tệ của Việt Nam sẽ hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán và các cổ phiếu ngân hàng sẽ là một trong những cấu phần quan trọng của sự phục hồi đó. Và đây là những ý kiến được đưa ra tại hội thảo Kinh tế hồi phục, ngân hàng dẫn sóng và triển vọng của thị trường được tổ chức mới đây tại Hà Nội. Theo các chuyên gia tại hội thảo, nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang có sự ổn định. Việt Nam đã kiểm soát khá tốt lạm phát. Thêm vào đó, chính sách tiền tệ cũng được điều hành linh hoạt hơn khi các yếu tố về lãi suất, tỷ giá đều hỗ trợ tốt cho tăng trưởng. Việc gia hạn thông tư 02 quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho sự phục hồi của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước cũng đang xem xét để có thể gia hạn thông tư này theo hướng là nếu cần, tất nhiên là cũng có điều kiện mà nó có thời hạn cụ thể. Thì chúng tôi cho rằng cân nhắc ở mức độ gia hạn khoảng từ 6 tháng đến 12 tháng có thể là phù hợp. Thế còn ý cuối cùng là các chính sách khác của chúng ta, ví dụ chính sách tài khoá, rồi ổn định kinh tế vĩ mô của chúng ta, rồi phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng. Thì đây là chính sách rất là quan trọng, tiếp tục được cả Quốc hội và Chính phủ quan tâm. Về sự phục hồi của thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu có tác động lớn là các cổ phiếu ngân hàng. Kèm theo đó, mức định giá khá hấp dẫn sẽ thu hút dòng tiền đầu tư vào nhóm cổ phiếu này. Định giá của ngành ngân hàng hiện nay là PB, nếu đánh định giá theo PB nó ở quanh khoảng tầm 1.5, tức là nó nằm ở dưới cái mức trung bình 3 năm và 5 năm. Đấy, thì như vậy rõ ràng là ngân hàng đang nằm có định giá theo tôi là hấp dẫn. Cũng theo các đánh giá tại hội thảo, sự phục hồi của thị trường chứng khoán vẫn cần tính đến cả những yếu tố bất ổn từ bên ngoài như các bất ổn địa chính trị, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Các nhà đầu tư vẫn cần nên tính đến các yếu tố này để quản trị rủi ro thật tốt.